xanh. Làng vắng lối làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xa vì những ân tình. Ở đâu giờ rồi? Ở tí thế nào hết rồi. Đây một thằng rồi nè. Nó tự nhiên ồ ra bốn thằng dưới tao rồi gió đã nè. Tìm đâu hết rồi. Ê, thằng này bình thường, thằng này bình thường. Sao lộn coi hơn đó bình rồi. Thường. Mày bình thường là ăn bắn chích cụ mày. Mày bình thường không? Mày bình thường là... Chết yeah. Cha nó dí tao rồi Châu ơi, chết cha tao rồi. Châu ơi, tao bảo Châu này. Nó lát, nó lát rồi hả? Ừ, hai thằng lát luôn. Rồi nó không mua đồ, nó lại lên luôn kìa. Rồi nó xanh, nó chưa ăn vip nữa. Tao công nghệ. Mày nè. Mày nè. Đúng rồi, dân 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 chơi kiến tường người ta là tóc bí vô trong nhà người ta farm vậy đó mấy bà. Tự tử mày kẹp, nè. Mày cái gì đây? Chắc sống. Chắc sống. Trời ơi. Cái gì mà ai? Vậy về mới giờ ông tóc bí ông chơi tôi đúng không? Mới giờ ông tóc bí ông chơi tôi đúng không? Đang chết xa quăng lộn luôn đi. Đầu sao anh? Ráng 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 ráng. Cái xe này. Ai cho ăn cái xe này? Oh. 50 đồng nữa, cố lên 50 đồng nữa. Về mua nước mắt để thần coi. Oh. Oh. Sống luôn kìa. Về, về. Vậy thôi. Ôi hồi nãy là chưa về được nữa. Lỡ farm bài này luôn. Thằng DV nó không có tay le mà. Lỡ farm bài này luôn. Này rừng vậy. Không biết. Đi xem. Cái gì? Ủa cạp đi. Cạp đi, được nhiều máu lắm. Cạp thoải mái. Chết cha. Tha em. Tha. Đừng. No. Đi sự. Đậu xanh ra gắt đâu đó vậy? Ờ, giết tôi nhiều lên, giết tôi nhiều lên đi ha. Giết tôi nhiều lên đi, còn mấy ông hạnh phúc. Ghê. Rồi luôn. Mập bắt lát rồi á. Dễ ly xin. Cái gì mà chưa gì nó lát lên rồi. Rồi đó, giờ giờ coi Reven đó nó có ăn hành hay không. Đừng có nghĩ là ganh tôi là sẽ đừng có nghĩ là một khi tôi cầm sinh kịch là đừng có nghĩ là giết tôi là sẽ là đè lan tôi nha. Đâu đâu bắn sinh kịch kinh lắm là bét rồi này, quý cách COBA này nè. Combo tôi đi ông, combo tôi cấm quật rồi đó. Tôi xuống sau tôi farm tiếp nè. À, nó không phải là người anh mẹ thì giết tôi nữa đi. Làng mẫn lôi làm sao để farm như vậy được hà tím kia ôi. Tại sao tôi farm chỉ quá đi, tôi farm vài loan. Làng mẫn lôi làm sao để tìm nó giết tôi bây giờ. Mà tìm nó đã giết được tôi rồi. Ê Châu, nó giết tao rồi Châu. Nó nở lần nào nó lên nó giết tao nữa rồi. Tôi cứ ăn hết clip mà bạn muốn giết tôi thì giết kìa.
Thằng mất lối. Cho nó giết thôi, ăn hết rip rồi cho nó giết thôi. Trời ơi, bắn cái nữa là nó chết cậu nó rồi. Cay nhỉ. Không chết luôn kìa. Ôi thằng mập nó lên tăng nó mới cay. Thôi đi vậy. Đi vậy nóng. Cay thiệt. Chạy qua nhà tiếp, chạy qua nhà tiếp. Thích thì ganh tiếp đi. Nó ganh tiếp nữa đi, ganh tiếp nữa. Nè 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 nè. Trời ơi, farm công nghệ kìa. Nó đã. À, con đi đẹp. Thằng mập nó mất lát rồi. Chạy thôi đó, ông dí tôi thì ông mất rip. Ông dí tôi thì ông mất rip. Nó dí đi, dí đi, dí đi. À, ông mập lên, ông mập lên, ông mập lên. Ông mập lên đường đó rồi tôi chạy đường này. Ừ, vậy chạy thôi, làm gì nhau. Làm gì nhau. Mập thích không mập, bành lợi nữa nè mập. Nè, dí đi mập. Đó, dí đi mập. Trời ơi, mập, mập tui tè quá. À, chuối bên này nữa. Ơ, sao tắp biến được không kìa. Đậu, không được, mà chú vô cái xa lầy đó là không làm được gì hết. Xa lầy đó là những cái chiêu di chuyển là không làm được. Hắn Lee Sin nó ngờ chứ gì ta. Lê Xin tự nhiên chạy qua chạy lại cho nó đánh. Lũi thẳng một đường luôn đi. Cái gì vậy như vậy không được? Cái gì? Cái gì vậy như vậy không được? Ý là những cái skill mà mày liên quan tới di chuyển là mày không xài được. Hiểu không? Cái xa lầy á. Ờ cái xa lầy á. Cái W con cát à. W đó, hiểu anh đó nè. Ờ. Mấy cái kêu lướt, mấy kêu lướt hay là mấy cái kêu kiểu e Lee Sin của cái W của Lee Sin hay là cái kêu gì cái gì không được hết đây nè. Rồi vô đây bộ, vô đây bộ, đừng có nói cái độ lầy lội của tôi, đừng có nói cái độ lầy lội của tôi nè. Thậm chí là tôi chạy đây cái cần hai luôn chứ mày giỡn mặt không rồi. Thích giỡn mặt không ôi anh tóc biến lên là ảnh nguy hiểm quá, hết tiền rồi tóc biến rồi ông lấy 7. Tôi cho, tôi chơi lầy lắm. Trời ơi, ganh kênh 2 luôn kìa thấy. Ganh 2 thằng cắm đầu chạy luôn kìa. Ganh gì vậy? Ganh mạnh dữ. Cà phê mạnh dữ. Xả đầu nè. Ganh tới đi. Sợ tôi lên theo phép rồi. Phải lên thôi, không lo tôi giết sao. Chết kìa. Nó tài lại xuống bóp rồi. Nó lại làm cái combo. Lại làm cái combo lát. Tại vô trong nhà nó thôi, cho nó dí tiếp. Lee Sin nó ngu. Nhìn Lee Sin. Nhìn Lee Sin mắc hài luôn. Nãy giờ thằng mập đâu, kiếm thằng mập ra, kêu mập lên cho anh đi. Ta làm cho em đấy. Thánh Lee Sin. À, không canh nữa kìa. À, không canh hoài vậy. Chạy tiếp thôi, làm gì nhau. Ủa thiệt chứ. Vậy nè, thích thì giết tôi đi, tôi không thích bốn mạng rồi đấy, giết tôi đây nữa đi. Tôi lại chạy tiếp thôi. À, ông mập này. Nó mất lá rồi, nó mất lá rồi. Chết cha. Đậu xanh.
Ồ, có assist luôn kìa. Có assist luôn kìa. Quá tuyệt vời. Ta thiếu đốt con mập luôn nên nó mới chết. Ghê đấy. Làm gì đi Lee Sin? Shoot. Trời ơi Lee Sin kìa. Máy rồi Lee Sin. What the fuck. Đi Lee Sin. Tao nhìn tao tếu. Trời ơi Lee Sin kìa. Tao nhìn tao tếu phải đái. Cứu sao? Ai cứu mày? Nhìn lên xin tao bựa quá mày ơi. Mấy ông thấy tôi level 10 không? Level cao nhất hai team đó chưa? Đâu phải đâu hit đâu, chuyện đơn giản đâu. Sao có sự đầy sự tính toán trong đó rồi đó. Thằng mập nó có bao nhiêu class rồi nó chơi tao hết. Đó là combo lát phải đái. Thằng mập. Trời ơi không biết con nào luôn kìa. Đọc nó hơn. Tới giờ hơn rồi. Xác định. Cò cái hết gì nó thắng tao khi nào chết. Riêng cái thằng này luôn nè. Ghê đấy. Đã à, reset tiền luôn rồi. À, 8 số luôn, tuyệt vời. Vô cái công báp. Vô cái công báp mà chúng nó điên hay sao, chúng nó chơi kiểu đấy vậy. Thấy chứ hay không? Quá lì xì nữa mình kêu nó hay không. kinh đấy anh em kìa nói. Kinh đấy. Ghê đấy. Chơi với máy được rồi đấy. Đi xin mình kêu mà mày thấy tao ghê không? À, lâu nhiều gặp nhiều thằng đâu. Gặp nhiều thằng hài não. Bát tìm thọt rồi các bạn, tìm ra tôi ai thọt rồi. Thằng Soroka nó búp chán rồi. Nó nặng ly mà. Chơi mấy đứa. Vậy chứ tôi level 12 vậy đấy, hay nó hai level đâu phải. Farm được. Cái gì đây? Bắn chết cậu đi phát. Đâu phải tao dễ chết đâu. Hai rồi. Bắn hết rồi nó nhầm đòn đánh không kìa.
hit run ngu ngu như con bò, đứng bắn phi mẹ đi. Mất mấy đòn đánh luôn. Không có đánh được đòn nào luôn. Mẹ. Mày bị mất tao thấy mày bị mất hai đòn đó, tao chích cụ nó sớm mà tao sống. Thằng Lui Ba nó canh đâu mà. Nó canh kích thì nó đang combo tao mà. Nó Lui Ba combo tao rồi, ulti nó néo ulti nó. Mà để súng ngắn rồi bắn bà đi là tao sống rồi. Nó Lui Ba lên rồi còn chịu đâu mà nó e Lui Ba lên rồi. Mày ngu mà còn cãi. Áo chó. Bố đứng bố tăng hết trơn rồi. Bắn như cứ giống tôi nữa mà không có đòn nào ra. Xong bà. Tức là tao thấy viên đạn nào bay ra đâu rồi. Thì sao người bay hết máu nội. Đâu mới đầu là mày cái hai đòn kế tiếp là mày cái đòn đầu bay ra đầu rồi sao là có thấy viên đạn nào bay ra. Con bắn xong đi về nhưng ta gắt hết máu rồi. Tao cái bị mày bị lỗ hai đòn hết dẫn ra mấy cái sao dẫn được. Là dư cái tốc độ đánh nhiều nó vậy. Dạ, mày đứng mày bắn đi đi, ai bộ mày ngựa. Dạ sao mà tự nhiên cái gì vậy, gì vậy, gì vậy bồ. Ôi chết cha, chết cha, chết cha. Ôi chết cha, gì mà đông vậy. Đông rứa, oh my god. Còn bên này nữa. Nó đỏ hết rồi kìa. Nó đỏ hết rồi kìa, ấy, trời ơi trời. Anh vô đó, ăn sợ hết rồi kìa. Rồi nha, chúng mày nha. Thằng AD này. Cái thằng này nữa này. Mày ngựa không? Mày thích ngựa không? Mày thích ngựa không? Ấy địch. Mày lạ lướt làng lách đi đâu. Thằng Akalistan lấp đâu rồi? Nó trong bụi à. Rồi, canh sư quáp giữa chừng ấy, hoảng sợ cả đám liền. Họ biết là thì ra mấy bạn biết nãy giờ đè đè giết cái đó mày mà. Bay xuống sao đi. À né liền. Lô ghê đó. Rồi sao mà sống. Múa. Múa cho dữ lên. Anh đính đá ra tao mà anh đá sao thành dính ai luôn kìa. Rồi, giờ này là anh băng đèo vượt suối thôi. Qua đèo hài vẫn theo bánh con tàu quay. Anh lặng từ đấy anh lặng lên trên. Lặng lên. Về đấy. Lặng tên nó bắn tao kìa, lặng sao bây giờ. Giết được một thằng rồi Châu ơi, tao giết hai thằng nữa rồi Châu ơi, chủ đừng bằng anh là anh chết đó, nó tập viện lên là gò tao luôn rồi Châu ơi, 1000 đám tao gây ra thằng này, thằng kia chết không, tập là chù xé, bằng chết cô nó đi, xé ơi gì theo bằng nó đi. Mấy bạn chịu khó đu đeo gì với mình thế, mình khỏe lắm. Không phải dễ ăn hiếp đâu, không phải dễ giết đâu. Mua đồ, ê từ từ. Mua đồ cục xúc nè. Mua đồ cục xúc nè. Sắp có thần kiếm nè. Lao lên. Lao lên anh làng sang chạy anh làng anh xong quăng cái silo xong anh quăng e vậy. Anh quăng e vậy thằng này bật gọt anh chạy. Chạy. Phát phá không à. À, Lee Sin bị bắt, Lee Sin đang ngủ đi bên tấn một cái, đi bên đánh một cái chết. Rồi tim bày bị bao giây anh bưng. Ẩn tỷ lên anh
anh thà đọc anh dị theo anh quẳng cái silo ra, anh quẳng silo xong anh dị thằng đi bên tộc biển, anh giận dị theo nhưng mà anh không bắt được, nó chạy quả lè thằng này silo anh quẳng xuống sao, anh quẳng không được anh chạy rồi nó chạy qua tường rồi anh nu như con bò ảnh là giỏi. À thằng này à anh quẳng được rồi nha, anh quẳng được rồi á, à, đồng hồ cát dễ bồ à chết ngay gì đó ba đua chung cha mà ơi nó chạy nhanh quá dị theo dị theo quăng cái silo ra mà bay lên mày tập biển mày à thằng mập này mày ngon mày quăng ra nè cho nó chạy về nè mập mày chết đi ở thằng nào nữa thằng lên đi chết không quăng cái silo vô đứng nã vô ghê đấy. Quăng xì lô vô. Kinh đấy.